khối lượng giao dịch đạt 235,28 triệu đơn vị, giá trị hơn 4.200 tỷ đồng, giảm cả về khối lượng và giá trị so với phiên cuối tuần trước. Thưa quý vị, đã có hơn 32.000 tài khoản chứng khoán được các nhà đầu tư trong nước mở mới trong tháng 3 vừa qua, theo Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam VSD. Đây là một số lượng tài khoản cao kỷ lục kể từ thời điểm VN Index lập đỉnh hơn 1.200 cách đây 2 năm. Lý giải về việc này thì các công ty chứng khoán cho biết yêu cầu giãn cách xã hội trở thành cơ hội cho thị trường chứng khoán thu hút thêm nhiều nhà đầu tư mới. Tiếp đó, sự phát triển của công nghệ đã nâng tầm thị trường chứng khoán lên một bước. Cùng với đó thì do thị trường chứng khoán giảm mạnh, tính đến cuối tháng 3, VN Index đã giảm hơn 31%.